Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lại chia sẻ các bạn tiếp cái đoạn video thứ sáu. Cái đoạn video thứ sáu là nói về cái chủ đề là tại sao chúng ta phải kiểm soát tốt nội dung chia sẻ. Nó liền mạch trong đoạn video thứ một cho tới đoạn video thứ năm vừa rồi. Những đoạn video vừa rồi là mình nói các bạn là chúng ta làm sao đấy phải chia sẻ nội dung hay, chia sẻ khi nào, ở đâu, chúng ta tập trung đối tượng khách hàng là gì. Và bây giờ đoạn thứ 6 là chúng ta phải kiểm soát tốt nội dung chúng ta chia sẻ. Vậy cái câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta phải kiểm soát tốt? Tại sao? Bởi vì khi mà chúng ta đã chia sẻ nội dung hay rồi thì chắc chắn là rất là nhiều người quan tâm. Khách hàng họ sẽ quan tâm đến nội dung của chúng ta. Nhiều người họ đọc. Và nếu có những cái nội dung này mà chính bạn là người chia sẻ nữa thì điều này nó quá tuyệt vời. Bởi vì sao ? Bởi vì người ta sẽ yêu quý bạn hơn, người ta sẽ hiểu ra được cái tính cách, đặc điểm hoặc là cái sự khác biệt của bạn hơn là những đoạn video mà các bạn nhờ người khác chia sẻ. Dĩ nhiên có nội dung hay thì bạn cũng có thể là nhờ người khác, tuy nhiên chính bạn chia sẻ thì tuyệt vời hơn. Vậy tại sao chúng ta phải kiểm soát tốt nội dung? Thực sự thì nói cái từ kiểm soát thì nó cũng hay mang cái vẻ nặng nề, cái ngôn từ nó nặng nề. Là mình hay nói vui đó là cái ngôn từ nó liên quan tới chính trị. Thì cái người họ làm chính trị họ hay muốn có cái tư duy là kiểm soát. Ở đây bản chất là kiểm tra và đo lường nội dung chúng ta chia sẻ. Vì khi mà chúng ta kiểm tra và đo lường được cái nội dung, những cái nội dung chúng ta chia sẻ, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được những cái số liệu, những cái thông số rất là rõ ràng. Và khi đó nó giúp cho chúng ta lên những cái chiến lược tiếp theo nó được chuẩn xác hơn. Và cái điều này là cực kỳ quan trọng trong kinh doanh. Vậy chúng ta kiểm soát và đo lường những gì? Bây giờ mình ví dụ với các bạn. Ví dụ thứ nhất là bạn có một cái nội dung hay và bạn chia sẻ nó lên Facebook, thì chúng ta cũng phải đo lường được rằng là chúng ta chia sẻ cái giờ nào, cái khung thời gian nào thì người đọc nhiều hơn. Và cái đối tượng đọc của chúng ta, họ là ai? Họ là nhân viên văn phòng, hay họ là sinh viên, hay họ là công nhân, hay là những người đam mê ra kinh doanh? Họ là ai? Độ tuổi của họ là bao nhiêu? Họ thường đọc tốt nhất là vào giờ nào? Và nếu được chúng ta còn có cái thông số cao hơn là họ đọc trên các cái thiết bị gì, trên điện thoại của Android hay điện thoại của iOS của Apple, hay là họ đọc trên máy tính laptop, họ đọc vào giờ nào, .. những cái thông số đó nó rất là quan trọng. Ai là người bình luận bài của chúng ta, ai là người like bài của chúng ta, ai là người share bài của chúng ta, ai là người tag những người thân họ vào đọc, và lý do vì sao họ tag những người thân vào đọc. Hoặc là các bạn gửi một cái email đi, bạn có một cái phần mềm email, bạn có một chiến lược email, bạn gửi email đi, thì bạn có mong muốn rằng là bạn biết ai là người mở đọc email của các bạn hay không, họ đọc mở đọc vào giờ nào là nhiều hay không? Có, chắc chắn là bạn có rồi. Bao nhiêu người đọc email của bạn rồi họ vào cái website của bạn . Chắc chắn những cái số liệu này một người làm kinh doanh và một người làm marketing bắt buộc phải nắm được. Tại vì không nắm được thì chúng ta giống như là làm sao chúng ta kiểm soát được. Hoặc là thứ ba là bạn viết cho mình một cái web, thì cái web mình là tập trung vào đối tượng khách hàng nào. Chúng ta không thể viết một cái web chung chung được. Chúng ta kinh doanh lĩnh vực gì, nếu mà chúng ta kinh doanh về hoa mà hoa cho giới văn phòng thì chúng ta phải tập trung cái nội dung cô đọng trên website những cái đối tượng nào, và chúng ta phải quan sát được, theo dõi được là cái đối tượng nào họ hay vào đọc, họ thích đọc những cái bài nào trên web của chúng ta, họ đọc những cái nội dung gì, họ quan tâm những cái yếu tố gì, thì từ đó chúng ta có số liệu, nó mới giúp cho chúng ta càng lúc gì, chúng ta ra cái nội dung càng lúc càng hay hơn. Hoặc là các bạn live stream của bạn cũng biết là bao nhiêu người xem, đối tượng xem của chúng ta là ai, họ quan tâm cái chủ đề gì, họ hay hỏi chúng ta những cái câu hỏi gì, để lần sau chúng ta có được cái nội dung chia sẻ phù hợp hơn với họ. Hoặc là các bạn có được cái phần mềm chatbot, các bạn cũng theo dõi được đối tượng để các bạn có được cái chiến lược tặng quà làm cho nó phù hợp, để khi đối tượng nó nhận quà thì họ cần thêm nữa để giúp cho chúng ta chuyển đổi.
giúp cho chúng ta chuyển đổi. Hoặc là chiến lược SMS là chiến lược gửi tin nhắn. Còn không, nếu chúng ta không có chiến lược gửi tin nhắn phù hợp, chúng ta cứ gửi hoài thì mọi người họ sẽ xem chúng ta là spam, và họ thấy chúng ta spam thì họ như thế nào? Họ chặn mất cái tin nhắn của chúng ta, họ sẽ không bao giờ đọc nữa. Và để làm tốt được cái việc này thì bạn cần phải có một cái phần mềm quản lý, mình gọi là phần mềm quản lý khách hàng. Các bạn lúc này thì các bạn gần như là các bạn đã có được data số liệu, và bạn phải theo dõi toàn bộ những cái thông số khách hàng. Mình ví dụ ha, ví dụ như một cái công ty thực tế ngoài thị trường, ví dụ như công ty VinFast là các bạn biết, VinFast là của tập đoàn Vin, họ sản xuất xe. Thì trước khi họ sản xuất xe thì họ sẽ chia sẻ một cái nội dung là họ bung lên thị trường rằng là VinFast cần sản xuất xe, đầu tư sản xuất xe hơn 800 triệu đô ký bài báo và họ đăng cách đây hơn 2 năm trước, và đầu tư một cái nhà máy rất lớn ở Hải Phòng. Thì khi mà họ bung cái thông tin ra vậy thì họ sẽ theo dõi lượng người đọc đọc ở địa phương nào là nhiều nhất, độ tuổi là từ ở độ tuổi nào cho tới ở độ tuổi nào. Mình ví dụ hồi đó theo mình đo đếm được thì trên diễn đàn AutoFun là người đọc nhiều nhất, và một số cái diễn đàn ô tô là người đọc nhiều nhất, hoặc là trên trang VN Express là người đọc nhiều nhất. Họ cũng đo đếm được là ở thành phố Hồ Chí Minh là số người đọc nhiều nhất, thành phố Hà Nội là lượng người đọc nhiều số 2, thứ ba là ở Hải Phòng, thứ tư là ở Khánh Hòa, thứ năm là ở Thanh Hóa. Họ đo lường được hết, họ thấy ra được rằng là cái độ tuổi mà đọc những cái bài nói về VinFast sản xuất xe là nhiều nhất là nó nằm từ tuổi 27 cho tới tuổi 35, và trong đó 70% là nam và 30% là nữ. Các bạn thấy không ạ? Họ ra toàn bộ những số liệu đó để họ làm gì ạ? Để lần sau đó họ lên một cái chiến lược chia sẻ nội dung khác, bởi vì họ biết chính xác là đối tượng khách hàng chúng ta là ai, khách hàng họ đang cần ở gì, chúng ta cần phải chia sẻ nội dung gì tiếp theo, chúng ta cần phải ra chiến lược marketing và bán hàng như thế nào, cũng như là cách chúng ta thiết kế và ra một mẫu mã sản phẩm mới như thế nào. Vậy là vừa rồi mình chia sẻ cho bạn cái video thứ 6, nó liên quan từ video số 1 cho tới video số 5. Bạn theo dõi tiếp những đoạn video trước nhé, mà được có đưa lên Facebook và đưa lên YouTube rồi. Bye bye các bạn sẽ theo dõi cho mình những đoạn video sau.